Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý sau. Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nỗ lực khôi phục và bảo tồn rừng lim, một trong những dấu tích gắn liền với sự kiện chiến thắng quân xâm lược trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Từ năm học 2017-2018 đến nay, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã huy động xã hội hóa hơn 105 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng học tập ở các trường, điểm trường. Gương bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người thầy thuốc tâm huyết với lĩnh vực thần kinh cột sống. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, huyện Vân Đồn phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn và Tập đoàn CEO tổ chức lễ phát động chiến dịch 230 ngày đêm cao điểm thi công các công trình trọng điểm chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh 30 tháng 10. Có 15 công trình dự án với tổng vốn đầu tư 5.150 tỷ đồng được lựa chọn để chào mừng. 15 công trình dự án với tổng vốn đầu tư 5.150 tỷ đồng đều là những công trình dự án tiêu biểu động lực trọng điểm của khu kinh tế Vân Đồn khi hoàn thành tạo ra những lợi thế phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện các dự án này đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều dự án đang được hoàn thành sắp đưa vào khai thác sử dụng. Ngay sau lễ phát động, các chủ đầu tư đơn vị nhà thầu đã ký giao ước thi đua, huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc kỹ thuật, tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục dự án đảm bảo kỹ mỹ thuật, chất lượng công trình. Ban quản lý CEO Vân Đồn là cũng đã lên một cái kế hoạch quyết tâm yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công là tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tăng ca thi công để quyết tâm để đưa công trình khách sạn Winham vào hoạt động đúng cái tiến độ. Ủy ban huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái phòng ban hỗ trợ tối đa các cái nhà đầu tư trong quá trình triển khai các cái thủ tục, đồng thời thường xuyên làm việc tổ chức tháo gỡ các khó khăn cho các cái đơn vị trong quá trình triển khai các dự án. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ tạo cho khu kinh tế Vân Đồn có một hạ tầng kỹ thuật dịch vụ đồng bộ hiện đại, tăng thu hút đầu tư, hướng đến xây dựng khu kinh tế Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp là cửa ngõ giao thương quốc tế. Nhằm khôi phục và bảo tồn rừng lim, một trong những dấu tích gắn liền với sự kiện chiến thắng quân xâm lược trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử và nay thuộc quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Một số lượng lớn cây lim đã được địa phương trồng, chăm sóc, sinh trưởng, phát triển tốt, không chỉ tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái, mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Quảng Yên vẫn còn nhiều địa danh liên quan đến rừng, như cây lim, giếng rừng, chợ rừng, bến đò rừng, phà rừng, sông rừng, chứng tỏ rằng nơi đây từng có những cánh rừng che phủ rất lớn. Đặc biệt, bãi cọc Bạch Đằng như một minh chứng về một thời hào hùng của cha ông ta. Theo như sử sách, bằng việc sử dụng những chiếc cọc gỗ phần lớn được làm từ cây lim cắm xuống dòng sông Bạch Đằng đã tạo thế trận đánh tan quân xâm lược, góp phần mang lại bình yên cho đất nước. Đối với lại những cái khu vực rừng lim ở đây thì người dân Quảng Yên luôn mong muốn rằng là được khôi phục lại những cánh rừng lim để những người du khách xa rồi những người dân Quảng Yên được ôn lại những cái kỷ niệm, những cái truyền thống hào hùng năm xưa và cũng làm gìn giữ những cái truyền thống của dân tộc trong cái sự kiên cường bất khuất, rồi là cái sự góp công góp của những cái người dân Quảng Yên xưa. Với những ý nghĩa về mặt lịch sử, vào cuối năm 2013, đầu năm 2014, từ việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, các cánh rừng lim đã dần được hình thành xung quanh đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Hiện số lượng đã tăng lên gần 6.000 cây, được Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng bố trí nhân lực bảo vệ, quan tâm, chăm sóc chu đáo, nên cây sinh trưởng và phát triển tốt. Lim ở đây là loại lim xanh, thân thẳng, được xếp vào loài cây gỗ lớn. Cây trưởng thành có thể cao trên 30 mét, thân tròn to. Trong thời gian tới thì với một cái định hướng không gian phát triển cho các khu di tích văn hóa cũng như là định hướng cho cái không gian phát triển du lịch. Thế và đồng thời với đó thì Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên cũng sẽ phát triển cái cảnh quan môi trường
trồng bảo tồn các cái rừng ngập mặn và đặc biệt là cái rừng lim gắn với cái lịch sử truyền thống của nhà Trần để cho tạo một cái sản phẩm mới, một cái không gian mới cho khách du lịch đến chiêm bái cũng như là thấy được cái giá trị của gỗ lim gắn với lại cái lịch sử truyền thống. Việc khôi phục, bảo tồn những cánh rừng lim là việc làm ý nghĩa không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn mở rộng không gian kết nối, hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm để điểm đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng thêm hấp dẫn đối với du khách gần xa. Để khơi thông nguồn vốn trên thị trường bất động sản, 4 ngân hàng quốc doanh đã thống nhất một gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng dành cho xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Theo các chuyên gia bất động sản, khi gói tín dụng được triển khai, doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân sẽ có nhu cầu thực, sẽ có cơ hội tiếp cận và mua nhà giá rẻ. Ngay sau khi biết về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho xây dựng nhà ở xã hội, chị Linh và chị Thu đã tỏ ra hết sức vui mừng. Đối với những lao động trẻ thu nhập thấp như các chị, khi gói tín dụng này được triển khai, các chị sẽ có thêm cơ hội để sở hữu được một căn nhà trong thời điểm này. Khi mà cái gói hỗ trợ tín dụng này được tung ra thì đây cũng là một cơ hội tốt cho giới trẻ để có thể có một cơ hội để mua được nhà trong tình hình hiện nay, bởi vì là trong tình hình hiện nay thì giá nhà đất đang khá là cạnh tranh, khá là cao. Tôi đã đi tìm hiểu cũng khá nhiều về giá nhà hiện nay thì thật sự mà nói là với người trẻ chúng tôi thì rất khó để có thể mua được nhà với cái mức giá như thế này. Và khi mà nhà nước ban hành cái gói tín dụng này thì tôi nghĩ là sẽ những người trẻ sẽ có cơ hội để vay ngân hàng, có cơ hội để sở hữu một căn nhà. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng lần này hoàn toàn độc lập. Lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Nhiều chủ đầu tư và các đơn vị môi giới bất động sản kỳ vọng gói tín dụng này sẽ tạo một cú hích lớn đối với thị trường bất động sản vốn đã trầm lắng trong suốt thời gian qua. Tăng trưởng về thanh khoản cũng sẽ tăng dần lên từ những phân khúc rất thấp, ví dụ như nhà ở xã hội, nhà ở thực, cho đến những cái nhà ở có những cái đầu tư ngắn hạn, nhìn thấy ngay lợi nhuận. Cái chính sách của nhà nước đưa ra là vô cùng thiết thực và nó cũng sẽ giúp cái thị trường nhà xã hội này và căn hộ cao tầng là sẽ đáp ứng được đại đa số cái nhu cầu sở hữu của người dân. Nhiều chuyên gia cũng dự báo thị trường bất động sản sẽ sớm khởi sắc vì có cơ hội đón một dòng vốn lớn. Điều quan trọng là tốc độ triển khai cần phải được đẩy nhanh và thủ tục vay vốn cần linh hoạt để phát huy tối đa tác dụng của gói tín dụng lần này. Có thể là những cái doanh nghiệp hiện nay đang dở dang hoặc là đang triển khai thì chúng ta kịp thời tháo gỡ cho người ta. Đấy, cũng như là người dân muốn mua nhà thì chúng ta tạo điều kiện để người ta tiếp cận. Thì rõ ràng là cái gói tín dụng này nó cũng tác động rất là nhanh. Bây giờ chỉ cần cơ chế chính sách chúng ta tạo điều kiện nó để động lực nó phát triển hoặc là đúng lúc đúng chỗ và mang tính đồng bộ thì lập tức cái thị trường nó lại tốt ngay. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững vừa diễn ra mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất thêm một gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội với mức lãi suất cho vay chỉ từ 5 đến 6% một năm. Khi cả hai gói tín dụng này đồng loạt triển khai, chắc chắn nhu cầu thực về nhà ở của đại bộ phận người dân sẽ được đáp ứng. Đồng thời tính thanh khoản của thị trường cũng sẽ dần hồi phục. STEM là phương pháp giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, trong đó các bài học được xây dựng theo chủ đề nhằm lồng ghép kiến thức khoa học, toán và công nghệ, hướng đến sự vận dụng kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Nhiều năm qua, phương pháp giáo dục này đã được đưa vào áp dụng tại nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và mang lại hiệu quả tích cực. Nhưng lý thuyết khô khan, trừu tượng của một số môn học đã trở nên sinh động, dễ hiểu và đặc biệt có giá trị ứng dụng trong đời sống thông qua phương pháp giáo dục này. Chỉ bằng vài thao tác và vật dụng đơn giản, học sinh lớp 5A9 trường tiểu học Trần Quốc Toản đã có thể tạo ra một chiếc đèn pin bỏ túi. Với giáo dục STEM, học sinh có thể thỏa sức khám phá sáng tạo với bộ môn kỹ thuật và công nghệ có tính ứng dụng thực hành cao nhưng ít thấy trong các lớp học trước đây. Những tiết học STEM này rất là vui bởi giúp em nhớ được kiến thức bài học,
Ví dụ như hôm nay chúng em lắp đèn pin bỏ túi giúp chúng em nhớ được bài lắp mạch điện đơn giản. Mặc dù bậc tiểu học thì Bộ Giáo dục chưa đưa vào cái nhiệm vụ chính của thực hiện trong năm học, nhưng đối với trường trước cái lợi ích như vậy thì trường học Trần Quốc Toàn đây là năm thứ 3 đã triển khai. Thì bắt đầu từ những cái bước sơ giản nhất thì đến năm nay thì trường đã thực hiện ở cái mức cao nhất của giáo dục STEM. Giáo dục STEM là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức kỹ năng này được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dục STEM trong nhà trường sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển tư duy phản biện, sáng tạo. Chính vì vậy, chúng tôi chú trọng đẩy mạnh giáo dục STEM trong dạy học các môn toán, lý, hóa, sinh, công nghệ, tin học. Và theo cách này thì các bài học STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học. Đồng thời, chúng tôi thành lập các câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ yêu thích khoa học theo khối lớp để học sinh được khám phá các ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực tiễn đời sống, đảm bảo ít nhất học sinh được trải nghiệm 2 tiết trên tháng. Từ việc triển khai ở một số trường, đến nay phương pháp giáo dục STEM đã được đa số các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và áp dụng hiệu quả. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long tiếp tục chỉ đạo các trường đẩy mạnh phương thức giáo dục STEM để có những cái sản phẩm dự thi các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và khuyến khích các trường tổ chức các ngày hội STEM để đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng như trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các nhà trường về phương thức giáo dục này. Việc đưa giáo dục STEM vào chương trình học góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh, từng bước giúp các em chủ động tiếp nhận kỹ năng và kiến thức theo chuẩn toàn cầu. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu đã đặt ra trong chương trình giáo dục phổ thông mới và cũng là mục tiêu hướng tới của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã tích cực huy động, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng các công trình giáo dục, góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục trên địa bàn. Theo rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến nay, toàn ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã huy động nhân dân hiến được gần 40.000 m2 đất và đóng góp trên 560.000 ngày công lao động. Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ được hơn 105 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng công trình trường lớp học và bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân cho học sinh ở các trường, điểm trường. Nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, điều kiện môi trường học tập của nhiều trường học đã được cải thiện. Nhiều trường học sau khi được hỗ trợ đầu tư xây dựng, tu sửa đã đảm bảo được các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 272 trường đạt chuẩn quốc gia, trên 99% trường học được công nhận là trường học công viên, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn. Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam phải tạm lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 tới để chờ các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. Giữa tháng 2, ngành du lịch Trung Quốc công bố mở lại tour du lịch đến 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách. Trước đó, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế với các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 8 tháng 1 vừa qua, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng kế hoạch khai thác thị trường này với các bước di chuyển thận trọng, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách công vụ, thương nhân, thăm nhân và học sinh. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu công nghệ thu phí phương tiện đường bộ qua vệ tinh, hạn chế phải xây trạm tốn kém. Theo đó, cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng đề án thu phí tự động bằng vệ tinh, đánh giá các ưu nhược điểm của công nghệ. Cục Đường bộ cũng nghiên cứu sửa đổi quy định hoặc xây dựng nghị định về thu phí bằng công nghệ này. Với công nghệ mới, mỗi phương tiện sẽ gắn thiết bị định vị GPS để nhận tín hiệu vệ tinh. Sau đó tín hiệu được truyền về trung tâm dữ liệu xác định vị trí phương tiện. Thiết bị từ trung tâm sẽ tự động trừ phí dịch vụ của xe đi vào khu vực cần thu phí. Bộ thiết bị có giá khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Lupus ban đỏ hệ thống và nhược cơ là hai bệnh tự miễn phức tạp. Mặc dù được chuẩn đoán sớm, điều trị đúng theo phác đồ truyền thống, nhưng vẫn có tỷ lệ không nhỏ người bệnh không những không qua khỏi bệnh mà còn chịu nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên, cơ hội đã mở ra cho những bệnh nhân này khi lần đầu tiên các bác sĩ Việt Nam đã ứng dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đối với hai bệnh này. Năm 2018,
chỉ sau một trận sốt kéo dài, gia đình em bé này đã phát hiện em bị mắc lupus ban đỏ gây tổn thương thận. Nghỉ học dài ngày để khám và điều trị, chịu nhiều tác dụng phụ của thuốc. Có lúc gia đình em rơi vào thất vọng, buồn chán. Thế nhưng may mắn đã bắt đầu mỉm cười với em. Khi mà gia đình biết là con bị lupus ban đỏ hệ thống này thì là gia đình rất là sốc và rất là buồn. Vì lúc đấy thì gia đình bố mẹ của con là mới bắt đầu là tìm hiểu xem bệnh này là bệnh gì, vì nghe nó cũng rất là lạ. À, khi con mà dùng các cái thuốc để chữa bệnh của con ấy hàng ngày ấy, thì nó rất là ảnh hưởng đến con, như là con bị tăng cân, con bị phù nề và con bị tác dụng phụ là mọc lông, mọc râu và vai cũng bị u lên. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, sau một loạt các liệu trình điều trị, điều kiện và chuẩn bị chu đáo, ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân của bệnh nhân đã được tiến hành một cách thuận lợi. Sau 2 tháng, em đã dần trở lại với cuộc sống bình thường. Con cảm thấy rất là vui và cảm thấy cơ thể thoải mái hơn khi mà căn bệnh được chữa khỏi. Con cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã giúp con điều trị căn bệnh này. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống là một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đề tài độc lập cấp nhà nước, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì, mà Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Viện làm chủ nhiệm, cùng các đồng nghiệp đã và đang thực hiện. Cho đến nay, 8 bệnh nhân đã được ghép thành công, trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Thì đề tài bắt đầu được giao vào đầu năm 2019. Thì trong 3 năm qua, sau khi được giao thì chúng tôi đã tích cực phối hợp ở các cái chuyên ngành khác nhau, từ lâm sàng tuyển chọn bệnh nhân đến xét nghiệm, sau đó đến các cái thực hiện các cái nội dung tại cái labo ghép. Những bệnh nhân ghép sớm đến nay thì hầu như đã cắt được toàn bộ những cái thuốc mà trước đây người ta phải dùng. Và bệnh nhân rất hài lòng với những cái kết quả như vậy. Thì đây là một phương pháp hoàn toàn mới được triển khai ở trên thế giới và chưa được thực hiện ở Việt Nam. Thì mục đích của cái phương pháp này là sau ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là bệnh lupus nó sẽ ổn định được một thời gian rất là dài, và trong thời gian đó thì bệnh nhân không cần phải dùng thuốc. Thì người ta gọi là khỏi bệnh không dùng thuốc được bao nhiêu năm. Thì cái khoảng thời gian đấy nó như là một cứu cánh cho bệnh nhân. Từ việc sống phụ thuộc và sự hỗ trợ của gia đình, bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ đã có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình. Từ sự tự ti mặc cảm vì tác dụng phụ của thuốc điều trị lupus ban đỏ, bệnh nhân đã có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đó không chỉ là thành quả của sự quyết tâm chiến thắng bệnh tật, mà còn là quá trình nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ trong nghiên cứu, ứng dụng thành công phương pháp chữa bệnh mới lần đầu tiên tại Việt Nam. Với mong muốn sẽ cứu được thật nhiều người bệnh, ngay từ khi còn là một bác sĩ trẻ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã luôn đau đáu chăn trở phải nghiên cứu, học tập, làm chủ được thật nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu để người bệnh dù ở tuyến địa phương cũng được điều trị tốt nhất. 16 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa và là trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, bác sĩ Dũng vẫn đang ngày đêm cùng đồng nghiệp nỗ lực cứu sống và chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Bệnh nhi 11 tháng tuổi này là một trong những trường hợp vừa được mổ cấp cứu ngay trong đêm bởi bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng và những người đồng nghiệp. Bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, nhập viện trong tình trạng phức tạp. May mắn cháu bé đã được bác sĩ Dũng cùng tập thể y bác sĩ của khoa và viện tận tình cứu chữa. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nói chung, và đặc biệt nhất là bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Cảm giác như là con mình được sống lại lần thứ hai ấy. Đấy, người bác sĩ như người bố, người mẹ, người thứ hai của con mình ấy. Trung bình hàng năm là khoa mình là mổ khoảng hơn 1.000 ca. Thì bạn hình dung là trong suốt mười mấy năm thì cái số lượng bệnh nhân nó rất là nhiều. Vẫn có một vài những ca bệnh mà mình vẫn ấn tượng rất là sâu sắc. Ví dụ có thể kể những cái ca bệnh như là có những cháu bé 3-4 tháng tuổi mà bị chấn thương sọ não. Rất là may mắn thực sự là có những bệnh nhân qua khỏi và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên bên cạnh đó có những bệnh nhân nặng cũng không qua khỏi được. Cái lĩnh vực phẫu thuật sọ não cột sống là bệnh nhân hàng năm rất là nhiều. Và xuất phát từ những cái suy nghĩ đó thì chúng tôi mới quyết định là sẽ phải có những cái chuyên khoa sâu hơn về lĩnh vực thần kinh cột sống.
Cách đây khoảng 20 năm, việc có được một chuyên khoa sâu về thần kinh cuộc sống tại một bệnh viện tuyến tỉnh được coi là một giấc mơ lớn. Thế nhưng, bằng lòng yêu nghề, yêu người, bác sĩ Dũng đã tiếp nối giấc mơ của những người đàn anh đi trước, không ngừng học tập, nghiên cứu, nỗ lực từng bước làm chủ những kỹ thuật khó. Khoa phẫu thuật thần kinh cuộc sống được thành lập và đi vào hoạt động năm 2021 đã tiếp tục đánh dấu bước tiến trong việc phát triển chuyên khoa khó này tại Quảng Ninh. Ở góc độ một trưởng khoa, bác sĩ Dũng lại tiếp tục truyền lửa cho đồng nghiệp, đàn em cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhờ đó đến nay, khoa đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, phẫu thuật thay thân đốt sống cổ, thay thân đốt sống thắt lưng do lao cuộc sống, phẫu thuật gù vẹo cuộc sống, bơm xi măng cuộc sống, phẫu thuật cuộc sống can thiệp tối thiểu bằng phương pháp bắt vít qua da, phẫu thuật nội soi, bắt vít xương cùng cụt, xương cánh chậu, phẫu thuật sọ, u não, tai biến mạch máu não, vi phẫu điều trị xuất huyết não. Bác sĩ Dũng thì có chuyên môn rất cao, luôn có tinh thần học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn. Thì bọn mình thì cũng học hỏi được rất nhiều những điều đấy. Và bọn mình thì sẽ tiếp tục gắn bó làm việc để làm sao cái tập thể khoa phẫu thuật thần kinh cuộc sống của bệnh viện tỉnh ngày càng phát triển hơn. Hiện tại thì tôi có thể thấy rằng là anh em bác sĩ ở tuyến tỉnh làm khá tốt, thực hiện được cách khá là vững vàng những cái điều trị cho một số các loại bệnh trong phẫu thuật thần kinh. Đấy là một điều tôi cũng rất là mừng, cũng rất là ghi nhận cái sự tiến bộ. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, năm 2023, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng và những người đồng nghiệp lại tiếp tục đặt mục tiêu sẽ làm được nhiều hơn các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân, xử lý các tình huống bệnh khó hơn ngay tại tuyến tỉnh. Khi bệnh nhân ra viện mà tôi thấy các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân dọn đồ, cầm túi sách ra khỏi cầu thang đi xuống bệnh viện, đấy là một cái thực sự là mình cảm giác như buổi chiều ngày hôm đấy mình cảm giác cũng thở phào và thực sự là một cái niềm rất là hạnh phúc. Là ngành y vẫn là nghề cứu người, thế cho nên là thực sự đấy là cái động lực. Và mình nghĩ là với cái đam mê của mình cháy bỏng suốt mười mấy năm nay rồi thì cái chuyện ngọn lửa nó cháy tiếp tục đó là chuyện tôi nghĩ là phải duy trì. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.